Hello, xin chào anh em đến với channel của mình. Hôm nay thì La Hoàn đã được reset rồi. Và mình sẽ trải nghiệm cho mọi người xem là quái ở trong cái kỳ này nó như thế nào. Và chúng ta sẽ chơi ra làm sao để La Hoàn nó dễ hơn mọi người nhé. Đầu tiên thì hãy cùng xem qua Uyên Nguyệt Chúc Phúc này. Khi HP của nhân vật tăng hoặc giảm sẽ tiến hành ghi nhận. Khi đạt 12 lần sẽ thi triển sóng xung kích tại vị trí nhân vật, gây sát thương chuẩn cho kẻ địch ở gần đó và xóa số lần đã ghi. Mỗi 4 giây tối đa thi triển một lần sóng xung kích bằng cách này. Thì cái buff này chủ yếu là liên quan đến thủy thần cộng với là các nhân vật ở bên thủy quốc thôi. Còn các nhân vật ở bên ngoài thì hơi khó để sử dụng. Thì coi như là chúng ta sẽ tạm bỏ qua anh em nhờ. Xem quái này. Quái thì kỳ này cũng khá là đặc biệt. Đó là các bạn xem nhé. Ở phòng số 1, phòng số 2 và phòng số 3 thì nửa dưới nó sẽ chỉ là boss thôi. Đây. Boss này, ma trận điều hành bán vĩnh cửu này, nấm thúy linh này, liên khúc gió băng này. Còn ở tầng trên thì lưu ý quan trọng nhất đó là nó sẽ có khiên hỏa, pháp sư vực sâu hỏa, học sĩ vực sâu hỏa và phòng số 3 cũng thế, học sĩ vực sâu hỏa và pha tôi. Như vậy thì tầng trên kiểu dính phải có thủy, còn tầng dưới thì chúng ta sẽ chơi những cái team mà đánh boss khỏe. Thì con ma trận điều hành bán vĩnh cửu thì kháng vật lý này, con này thì kháng thảo này, con này thì kháng băng phong này, anh em hãy lưu ý để chọn team cho nó hợp lý nhá. Thì theo mình ấy, ở cái nửa dưới chúng ta có thể chơi một là hũ tao này, hai là roi này, ba là lôi thần quốc dân này, Sino cũng được, nói chung là chơi những cái team mạnh về đơn được. Thực ra thì anh em có thể chơi ai tham, mình nghĩ vẫn ok, kể cả con gài nó kháng hay là mấy con này nó kháng, anh em giảm kháng thì vẫn chơi bình thường thôi. Thì dễ nhất vẫn là anh em chơi xoay quanh nguyên tố hỏa. Còn nửa trên thì chúng ta sẽ chơi xoay quanh nguyên tố thủy. Thì mình sẽ chơi và trải nghiệm cho mọi người cùng xem nhé. Ở nửa trên thì có lẽ mình sẽ test Newbie với Furina đi. Đây. Đấy, mình chơi Charlotte luôn. Nửa dưới thì mình sẽ chơi nhiều boss thế này mà hỏa được thì phải làm quả hu tao anh em nhờ. Có cơ hội là phải sâu hu tao ngay. Rồi, phòng đầu tiên mình có bắp lá tăng tinh thông này. Khởi đầu sẽ là hai con này đứng cạnh nhau luôn. Quá là dê. Mình chỉ sợ là hai con đứng ở hai góc thôi. Hai con đứng cạnh nhau thì game lại dễ rồi. Sau đấy thì lại ra ba con. Cũng là đứng cạnh nhau ngay trước mặt luôn. Pháp sư vực sâu và hai con sói to. Hai con sói này thì cái vai trò của nó là nó giúp cho mình dễ tích cái stack của bắp La Hoàn hơn. Chứ nó cũng không cản trở mình cái gì đâu anh em ạ. Sau đấy thì lại ra ba con. Thì nó cũng đứng cạnh nhau nên là chơi nó rất là dễ. Cộng với việc là mình chơi hai thủy thì việc mà phá mấy cái khiên hỏa nó vô cùng là dễ dàng. Rồi, như vậy là xong tầng trên. Cũng không phải là quá nhanh. Nửa dưới này. Boss thì hú tao gặp là thấy sướng rồi. Chơi cái này chỉ có đếm thôi. Để xem nào. 126 này, 127 này, 129 này. Xiên vào cái cọc này rồi. Rồi, setup lại thôi. 129 là máu của mình còn vẫn đang trên 50% anh em nhé. 129 này, 130 này. Tạch crit rồi, tạch crit tiếp. 122, 124, 121. Hết buff của Mona thì nó còn 120 mấy thôi. Sang phòng số 2. Tăng sát thương kỹ năng nộ. Như vậy là team của mình nó cũng không cần cái buff này. Mấy con này thì gom một phát, sau đấy thì Charlotte nó đóng băng một phát thì Newbie nó trưởng chết hết. Con
không biết là do mình mạnh hay sao mà mình nhìn cảm giác cái nửa trên nó cũng không khó lắm nhỉ. Với là mình đóng băng nên là quái cũng không khó chịu cho lắm. Quái quái ra thì nó cũng toàn đứng gần nhau thôi. Ba tư ca. Thực ra ở đây thì mình sạc cho Charlotte thì hợp lý hơn, nhưng mà mình lại không sạc. Tiếp tục lại xiên con gà này. Bao nhiêu nào? 140. À chỗ này không thấy được nó bốc hơi nữa rồi, tại vì nó có ấn thảo trên người. Thì lúc này trên người nó toàn ấn hỏa thôi. Dòng Ly Tây Phong này, chuyển qua Mona này vẫn không đủ. Thôi chọc luôn. 91. Nó chết đến nơi rồi, nên là mình sẽ kiểu nương tay một tí. Ok. Cầm Hu Tao đánh boss thì quá dễ rồi, nửa trên quái đông cầm Navy thì nó lại càng dễ. Hai con Samurai này, hai con này thì chúng ta sẽ cần phải đánh nó chết cùng lúc. Nó ra một lúc 4 con luôn. Thì mình sẽ qua hai con Fatui thôi, còn hai con kia nó sẽ lao đến. Đấy là trong trường hợp mà không có Kazuha anh em nhé. Còn có Kazuha thì nó dễ rồi. Ba mươi lăm k đây, hai con hai góc này, hai con hai góc thì anh em đứng về một bên thôi, thì con bên kia nó sẽ di chuyển sang bên này. Thì nếu mà không có Kazuha thì anh em chờ nó sang hẳn nhá, còn có Kazuha thì mình chỉ cần nó đi sang một tí là mình hút được rồi. Quay tán hỏa nào, rồi trưởng bốc hơi được không? Bốn mươi lăm k. Cái công đoạn phá khiên nó lâu anh em nhỉ, tí thì chết này. Đánh quái thì nó nhanh rồi, giết quái thì nhanh thôi, nhưng mà phá khiên thì kiểu gì cũng mất một lúc. Nửa dưới này. Lại đếm thôi. Rồi Mona nào. Hu Tao này. Quy luôn cho chắc. 381. 126 này. 121. Còn có 100 thôi, hết quy của Mona rồi. Ui, boss cùng gần chết luôn. Một trăm. Được có 100 rồi. Xong rồi. Nửa dưới chơi nhàn quá, nửa trên thì hai thủy nên là cũng không khó lắm. Một thủy thì mình nghĩ là nó sẽ hơi cấn đấy. Ok, như vậy là mình đã chơi xong rồi. Thì về cơ bản là kỳ này thì nếu mà các bạn có new V ấy thì chơi nó tầng trên nó cũng tương đối là dễ, còn tầng dưới thì toàn boss thì các bạn cần những cái team hợp lý thì các bạn sẽ chơi ok thôi. Boss thì theo mình thấy là nó chơi dễ hơn là đánh quái nhiều turn. Tuy nhiên thì cái phần phá khiên của mấy con sứ đồ mình thấy nó cũng mất rất là nhiều thời gian ấy, thì nếu mà các bạn yếu hoặc là nguyên tố thủy nó quá ít thì có thể là mất rất nhiều thời gian ở tầng 1 và tầng 3. Nên là các bạn cũng cân nhắc nhá. Theo mình thì nếu mà các bạn có hai thủy chơi nó sẽ là hiệu quả nhất ở tầng trên. Thì bây giờ mình sẽ sâu đồ cho anh em xem nhá. Đầu tiên là Charlotte của mình này, Charlotte thì 1500 tấn công, cũng mạnh không, chưa nâng này, cũng mạnh 6 rồi nhá. Tây Phong. Xét tông thất, thực ra thì tông thất là mình chơi với mấy con theo chỉ số tấn công ấy, còn chơi với Newbie thì tông thất nó cũng chả để làm gì. Thiên Phú Quy là 6 này.
1.500 tấn công, hiệu quả nạp 230. Cầm Tây Phong Mật Điển thì phải cầm nón tỷ lệ cho nó dễ kích. Newvi này, Newvi cày chai anh em nhé, màu kim phách này. Xét thợ săn, Thiên Phú 15 năm, 37 KHP, 49, 211, 137 nạp. Kazuha, C4, xét phong thôi, 943 tinh thông. Furina, 56, 183, 194. Cái này là 56 cộng với 16 đấy. Đấy, 169. Đấy là team đầu tiên. Team thứ hai này, team thứ hai thì mình show cho mọi người cũng nhiều rồi. Zhongli sẽ là cầm Tây Phong cộng với là Thiên Nham. Zelan sẽ là dấu ấn cộng với tiếng thở dài. Chỉ số này 23 KHP đi với đây là chưa tính hai thủy nhá. Tại vì là mình cầm, uầy, sao mình cầm đồ kiểu mình có chút nhầm lẫn ở đồ rồi. Mình đã để đồ nó hiệu quả nạp nhiều quá rồi anh em ạ. 272, quá nhiều rồi. Chắc là mình đáng lẽ là mình phải đổi về cái đồng hồ HP của nó cơ. Đây, đáng lẽ nó phải thế này cơ. Đấy thì nó sẽ chuẩn hơn. Mình để nhầm đồ đấy mọi người. Mình đổi để sang đồng hồ nạp, thành ra là thọt HP với lại hiệu quả nạp nó lại thừa. Thì nếu mà chơi chuẩn thì mình sẽ để thế này. Đấy, 62, 175, 238 như lúc nãy là hơi fail nhá. Mona thì sách rồng, tông thất, thiên phú quy là 8, cung mệnh 2, hiệu quả nạp 239, hú tao này. Hộ ma, ma nữ, thiên phú 10, 18 này. 68, 246, 117, 277 tinh thông. Mình show đồ cho anh em xem nhá, show của hú tao thôi. Hoa này, lông này, đồng hồ tinh thông này, được không? Ly này là ly của Sang Linh, ly cũng ngon đấy, tầm 40 CV. Nón này, đó. Uta chơi cái team này thì tỷ lệ mình muốn cao một tí, nó phải tầm khoảng 70 cơ. Zelan để sâu cho anh em luôn, tại vì Zelan của mình thì mình cũng thấy khá là ngon. Lông này, hoa này, đồng hồ này. Đồng hồ được không? Đồng hồ này là thành 34 CV mà còn cộng cho 17,5 hiệu quả nạp nữa. Ly này, ly dấu ấn này, 32 CV, hiệu quả nạp 16, quá là chất. Nón này. Ok, như vậy là mình đã chơi xong rồi và show đồ cho anh em xem rồi. Anh em thấy kỳ lăng hoàn này như thế nào? Và anh em có muốn gợi ý cho mình là mình chơi cái team nào không? Thì hãy comment ở phía dưới nhé. Mình sẽ chơi ở trong những cái video tiếp theo. Video của mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi và đừng quên ủng hộ cho mình một like và đăng ký nhé. Hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.